Trời ơi, giờ này cắt ghép video Su còn ngồi đây chơi hả Su? Về bệnh ngủ đi. Cắt đi, về bệnh ngủ. Nay ngủ chưa? Giờ em chuẩn bị cắt ghép video mọi người ơi. Nãy giờ em like. Nãy giờ em like được, được một đơn. Với lại hồi nãy trước khi đi rước Su về cũng được một đơn nữa. Hai đơn. Hôm nay được tổng cộng mấy đơn ta? 4 đơn hay 5 đơn? Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha. Nóng quá trời. Đau bụng. Đau bụng quá nên mình sẽ chờ. Đau bụng quá. Su ở nhà coi em nha, mẹ chạy qua bên kia mẹ mua men tiêu hóa nha. Cô Huệ không có nhà, mẹ dậy xuống dưới kia mua. Lấy dầu súc bụng cho em đi. Giờ em sẽ đi mua thuốc nha mọi người. Em Huệ không có nhà, giờ phải chạy ra ngoài kia rồi. Giờ cũng 11 giờ rồi. Đóng cửa hết trơn rồi, giờ em sẽ gọi điện cái số này nha mọi người. Kêu chị này ra mở cửa. Của người quen của em Huệ. Hồi nãy em gọi điện thì chị đó kêu là chị đó không có mở cửa. Nhưng mà em nói là em Huệ cho số điện thoại nên là chị đó mở cửa mọi người. Lấy cho em thêm mấy gói cho hạ sốt nữa chị. Với lại lấy cho em 2-3 ống bơm dạ men nữa. Hồi nãy nhà em gọi điện chị đó mấy dám mở cửa bán á mọi người, tại giờ cũng 11 giờ mấy rồi chị đó không dám. Em mua hai loại men luôn, giờ em sẽ pha cho Na uống men trước. Men này uống một loại thôi, không phải là số thuốc đâu. Vậy Na, mọi người đừng có chia cái này, cái này ngọt á. Giỏi nè, hết luôn. Đi về ngoại coi điện thoại meo meo. Hết luôn, giỏi, Na giỏi lắm nha. Chua quá. Không biết rồi, hết luôn. Na là nhất Na rồi, Na là học sinh giỏi, Na là một em bé chi cu te meo meo. Hết luôn. Giỏi. Rồi. Nước.
Ok, nữa không? Biết nữa. Không rồi, thôi nằm xuống này kia cái gối cao cao lên. Cái gối cao cao. Đi mua thuốc về nó hết bệnh luôn mọi người, nó hết đau bụng luôn, nãy đau bụng nó la làng không đau, làm quý muốn chết luôn, ói ói nữa. Rồi Su nằm với em đi, mẹ đi qua bển mẹ cắt ghép video tiếp nha. Đang chỉnh video xong rồi, cái chuẩn bị đăng lên YouTube, hiện Su nó chạy quá nói làm lật đật đắm đuối. Quá trời bà Na bả làm sót gió luôn, bả làm sợ sót gió luôn. Cắt vé video và chuẩn bị đăng lên YouTube mọi người.